xin kính chào tất cả quý vị khán giả trên kênh youtube hiệp thái nguyên vlog à, kính thưa quý vị ngày hôm nay thì có một thông tin rất là buồn mà hiệp muốn chia sẻ đến với toàn thể quý vị khán giả à, thì thời gian vừa qua do là cũng không có kinh nghiệm để làm kênh youtube nên hiệp cũng đã có đăng tải những cái clip mà bị vi phạm chính sách cộng đồng của youtube và cũng đã bị trang chủ youtube tắt kiếm tiền của kênh à, chính vì vậy thì Hiệp cũng đã quyết định tạo thêm một kênh mới có tên là Vùng Trời Đông Bắc để tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy thì Hiệp rất là mong muốn quý khán giả đã luôn đồng hành với Hiệp thời gian qua thì cũng đã bớt chút thời gian của mình để vào Youtube tìm kiếm kênh Vùng Trời Đông Bắc để tiếp tục đăng ký, đồng hành, ủng hộ cùng với Hiệp trên hành trình thiện nguyện. Và Ngày hôm nay hiệp sẽ làm clip này thông báo đến với tất cả quý vị thì mong quý vị sẽ đăng ký kênh vùng trời Đông Bắc của hiệp và hiệp sẽ để đường link kênh YouTube vùng trời Đông Bắc ở phía bên dưới bình luận rất mong toàn thể quý vị sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ hiệp cùng với kênh YouTube mới của hiệp. Xin cảm ơn tất cả quý vị.